Kết sắt cường lực LS339 là mẫu kết sắt nằm trong nhóm kết sắt mini đang được bán chạy tại công ty chúng tôi. Sở hữu kích thước nhỏ gọn với chiều cao là 39cm, chiều rộng là 46,5cm, chiều sâu là 41cm, trọng lượng lớn lên tới 90kg, nên chiếc kết này có khả năng chống di chuyển bê vác rất tốt. Với cấu trúc chắc chắn, toàn bộ thân kết sắt được đúc đặc nguyên khối, vỏ két là lớp thép gia cố siêu cường chống khoăn cắt đã được kiểm định, hai bản lề khối chống cắt và 6 chốt khóa hợp kim phi 30 được thiết kế đóng mở 4 chiều đã tạo ra một hàng rào khép kín, giúp chiếc két này có khả năng chống khoăn cắt cậy phá tuyệt đối. Ngoài ra, khả năng chống cháy của chiếc két này còn lên tới 1200 độ C trong vòng 2 giờ đồng hồ, đảm bảo an toàn, tránh rủi ro cháy nổ. Bộ khóa điện tử công nghệ LED được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, sử dụng dễ dàng và có độ bảo mật rất cao. Cùng với tay xoay 3 chấu dạng vô lăng chắc chắn và khóa chìa bi cao cấp 2 chế độ đã tạo ra một chiếc két sắt cường lực có độ bảo mật tuyệt đối. Tuy là dòng két sắt mini có kích thước nhỏ gọn nhưng bên trong khoang chứa đồ tương đối rộng rãi, được chia làm 2 ngăn với khay di động để được nhiều tài sản giấy tờ cỡ lớn như là sổ hồng, sổ đỏ hay là laptop. Đặc biệt, LS339L được thiết kế mặt ốp khóa mạ vàng đầy sang trọng. Đây chính là đặc điểm giúp chiếc két này trở nên nổi bật hơn, đẳng cấp hơn. Khách hàng có nhu cầu hãy nhanh tay liên hệ và đặt hàng với chúng tôi để có thể sở hữu ngay một chiếc két sắt chính hãng và nhận được nhiều sự ưu đãi từ công ty các bạn nhé.